cán cân thương mại hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong quý 3 xuất siêu trên 3,5 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 85 triệu đô la Mỹ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó giá trị xuất khẩu hàng hóa trong quý 3 đạt mức tăng trưởng dương 3,8% so với cùng kỳ. Quý 3 là thời điểm tiếp tục ghi nhận giá trị nhập khẩu hàng hóa có mức tăng trưởng âm với chỉ số giảm 1,9% so với cùng kỳ với giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ so với quý trước. Theo số liệu khảo sát thực tế, có 83% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này của tỉnh khẳng định, số đơn hàng xuất khẩu, xuất khẩu mới trong quý 3 cao hơn và ổn định hơn quý 2, chỉ có khoảng 17% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm. Điều này cho thấy nền kinh tế nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng đang phục hồi tích cực, hứa hẹn những tín hiệu khả quan trong quý tư năm nay.